Dạ, cái bánh luôn. Còn cái giỏ áo là tan nát hết trơn. Về quá. Ở bút bụng chút sao dơ. Con chị khóc cái gì ta? Không, chả gì vậy. Nhỏng nhẽo. Ủa nhà ở đây là ngoài đó có đường lộ không chị? Đó đường lộ nhà xưa. Cái này là nhà sao? Ở sao không bây giờ ở sao không bị gì đó. Này đây này xấu quá là rồi. Ít có bánh. Đổi lại đây. Lại đi kìa. Là cái này mặc sao? Ta chọn đồ chứ tao thấy ai lựa đồ xấu ta. Thầy nói lắm. Để đó dưỡng lại cũng bự hà cũng tốt bình thường hả? Dưỡng dễ dưỡng còn đi về. Lựa rồi là rồi đó, không đổi gì chứ. Ừ, nó nói có lý gì. Ai là... Không, cái gì vậy? Cái bọc cái giống dắt mà nhà hàng chỗ hoài. Hoài bà ơi, chưa kéo lên. Bán cho nó chứ mà nhiều khi tôi cũng mắc lên. Bởi vì nó chở đó, mình giá cho nó chở cho nó làm hoàng. Để mà nhiều khi lỡ cái bọc nó bị. Rồi, mỗi bọc 20. Rồi, tới bọc này. Này nhẹ. Nhẹ cho mà biết. Tôi nhẹ nặng gì cũng được, chân tôi sợ nó trình bình thôi. Cái nhẹ nặng gì. Cái cây tu mà lo gì máng mình đó, có mắt gì đâu, nhẹ với nặng. Để tôi về tôi kiếm cái chữ. Dạ. Vé che cái bồ. Vé che bồ xe. Trời ơi, cái thằng cháu chị nó nói chuyện đó. Em nay nhiêu rồi? Em